Cô bé ở Trà Vinh này chỉ thích gặm gỗ, ăn đá, nhai cây cỏ chứ không bao giờ ăn cơm. Cùng tụi mình tìm hiểu về đứa bé độc lạ này nha. Một trong những nỗi đau lớn nhất của bậc làm cha làm mẹ chính là nhìn con mình bệnh hoạn, đau ốm mà không cách nào cứu giúp. Rất nhiều người bất lực là vì thiếu tiền thiếu bạc. Tuy nhiên, có những gia đình tài chính dư giả cũng đành bó tay, giống như trường hợp của cậu bé ở Trà Vinh sau đây. Năm nay em đã gần 7 tuổi nhưng bị câm và mù lòa bẩm sinh cả hai mắt. Càng đau đớn hơn khi em mắc một căn bệnh quái dị, đó chính là em chỉ có thể ăn đất, ăn đá, xi măng, cây cỏ. Nói chung là những thứ không có chất dinh dưỡng. Nghe mẹ cậu bé nói rằng cứ đút cơm là em lại lắc đầu ngoay ngoảy, đẩy thì ra ngoài và la toáng lên. Nói chung là cứ vớ được gì em đều bỏ vào miệng gặm và nhai ngon lành. Từ bộ bàn ghế ở nhà đến chiếc giường nằm, cứ ngứa rằng là cậu bé lại cạp ăn. Nhìn những vết xước, vết gặm loang lổ khắp đồ đạc mới thấy được căn bệnh này thật sự đáng sợ đến nhường nào. Hay, thương cho một cậu bé với gương mặt sáng láng, tính tình thì hiếu động, nghịch ngợm. Đáng lý ra em đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn nếu không bị dị tật bẩm sinh và căn bệnh quái dị kia. Theo thông tin mà tụi mình tìm hiểu được, trong suốt 7 năm qua, gia đình của cậu bé này đã chạy chữa khắp nơi nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả gì khả quan. Các bác sĩ nói rằng em mắc hội chứng Bika, nói một cách dễ hiểu là bệnh ăn bậy, tức là bệnh nhân sẽ thèm ăn những món không phải là thực phẩm. Và hiện tại vẫn chưa có phương pháp chữa trị nào cho căn bệnh này. Cơ mà nói gì thì nói, chúng ta nên cảm thấy may mắn và vui cho cậu bé vì em vẫn khỏe mạnh bình thường. Hy vọng rằng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em trong tương lai. Còn bây giờ, các bạn đừng quên cùng tụi mình gửi lời chúc sức khỏe cho bé nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ video thú vị nào nhé.